bây giờ mình học cái lớp đang quý 2 và quý 3. Dạ. Quý 2, quý 3 thì mình chủ yếu là đánh giá hai chồng hết kiện trong tử cung. Theo cái người Mỹ về định nghĩa về cái thai chậm phát triển trong tử cung thì được xem là thai chậm phát triển trong tử cung khi cái ước lượng cân nặng trên siêu âm nó nhỏ hơn cái percentile thứ 10. Tất nhiên là mình có cái bảng đây, nó nhỏ hơn cái bát phân vị thứ 10 gọi là percentile đó, tương ứng với tuổi thai mà là do bệnh lý, để phân biệt với cái thai nhỏ hơn so với tuổi thì nó cũng nhỏ hơn cái percentile thứ 10 mà không có bệnh lý. Tức là nói nôm na ra mình đẻ ra hai đứa mà nó nhỏ con, nhưng mà một đứa nhỏ con có bệnh, một đứa nhỏ con không có bệnh, đâu ai giống nhau đâu. Cái người có thì con tôi đẻ ra có 2,8 mà có người đẻ ra 3,5, đúng không? Nhưng mà hai đứa không có bệnh, đúng không? Tức là một đứa nó nhỏ thôi. Như vậy thì nếu mà mình đo đạt không trên trắng đen là mình không chẩn đoán được, đúng không? Cả hai đứa nó đều nhỏ hết. Nên như vậy thì cái vai trò của trắng đen lúc này không có, là mình sử dụng để cái siêu âm đo đạc. Thì đây là cái bảng percentile, tức là như vậy là nếu mà nhỏ hơn cái percentile thứ 10 này là mình biết là thai nó hoặc là nó chậm tăng trưởng hoặc là nó nhỏ hơn so với tuổi. Thấy không? Làm sao mình biết? Tất nhiên là mình phải biết cái tuổi thai rồi mình mới giống ngang ra để mình biết nó là nó bình thường hay bất thường. Thấy chưa? Như vậy là bình thường là nó nằm ở cái percentile thứ 50 nè. Còn những đứa nó béo phì, nó nặng cân thì nó lên đến 75 hoặc đến 90. Còn những đứa mà nó thiếu khí thì nó xuống đến dưới cái percentile thứ 10. Dạ. Nó chia làm hai thể, là cái thể đối xứng và thể không đối xứng. Thì cái thể không đối xứng là cái chu vi vòng bụng nó phát triển chậm hơn cái đường kính lượng định so với tuổi thai. Nha. Tức là nó rối rắm như vậy đó. Tức là hồi xưa đến giờ người ta chỉ nói là chậm tăng trưởng thôi, nhưng mà nếu mà chi đi ra là có thể đối xứng hoặc là không đối xứng. Như vậy là những cái đứa mà không đối xứng á là nó chỉ nhỏ bụng thôi, cái chu vi vòng bụng nó phát triển chậm hơn. Và suy bánh nhau được xem là cái nguyên nhân của thể này. Còn những cái rối loạn về di truyền, về lệch bội nhiễm sắc thể, về nhiễm trùng thai nhi, về dị tật bẩm sinh và những cái hội chứng khác là nguyên nhân của cái thể đối xứng. Tức là tất cả các đo đạc đều nhỏ hơn so với tuổi. Thấy không? Như vậy à, nhưng mà lúc mà nó đối xứng như vậy á, nó nhỏ hơn tuổi như vậy á, thì coi chừng là mình không chẩn đoán phân biệt được với cái thai nhỏ so với tuổi. Thì người ta chia ra giai đoạn. Giai đoạn 1 á là cái bất thường phi 2 động mạch rốn và động mạch đầu giữa, tức là động mạch rốn và động mạch đầu giữa hai cái nó thay đổi trước. Tiếp đến giai đoạn thứ hai là động mạch não giữa, động mạch rốn nó đập và lúc này cái ống tĩnh mạch, cái sóng A nó bằng 0 ống tĩnh mạch. Tức là đầu tiên động mạch rốn, động mạch đầu giữa, tiếp đến là cái ống tĩnh mạch nó bất thường, tức là sóng A nó bằng 0. Và giai đoạn 3 thì sóng A âm ở ống tĩnh mạch và cái dòng chảy nó đảo ngược dòng chảy cuối tâm trương và động mạch rốn, nó hở van ba lá. Rồi nó chia ly hơn nữa thì người ta lại chia ra hai nhóm, gọi là nhóm có thiểu ối hoặc là không thiểu ối. Trong cái nhóm A là cái nhóm AFI người ta đo dưới 5 và một cái nhóm B là AFI đo trên 5. Đó, nên người ta làm rất là chi li. Anh chị thấy cái thằng nhỏ so với tuổi nè, thì về Doppler thì nó không có thay đổi gì hết. Đó. Còn cái thằng mà chậm tăng trưởng mà đối xứng á là nó thay đổi những cái chỉ số Doppler. Đó. Còn cái thằng mà không đối xứng thì rõ ràng là nó phát triển bất thường, tức là cái chu vi vòng lục nó nhỏ hơn bình thường. À, như vậy là mình có ba cái thể khác mình phải phân biệt được với nhau. Và như vậy là để phân biệt giữa cái thằng nhỏ hơn tuổi và cái thằng đối xứng hay chậm tăng trưởng với kiểu đối xứng á, là bắt buộc phải có vai trò của siêu âm Doppler. Bây giờ mình làm có bốn cái cấu trúc mình làm, là động mạch rốn, động mạch đạo giữa, động mạch tử cung và ống tĩnh mạch. Đầu tiên, cái đầu tiên và là cái quan trọng nhất là bởi vì cho đến giờ người ta nói đó là động mạch rốn là cái giá trị nhất trong chẩn đoán. Thì
rõ ràng là từ tuần thứ, đây là đối với mạch rối, từ tuần thứ 10 nó không có dòng chảy cuối tâm trương này, đến tuần thứ 24 là dòng chảy nó tương đối nè, và đến gần sinh thì dòng chảy cuối tâm trương rất là căng. Tức là mình nhìn cái dòng chảy cuối tâm trương này biết được nó bình thường hay không. Đây người ta làm một cái nghiên cứu từ trên một thai nhi là cứ 4 tuần là đi đóng tiền cho bác sĩ làm siêu âm, là giống như phòng mạch tư của các anh chị quá ha. 4 tuần thì chắc là đây là một cái phòng mạch nào đưa lên đây. Tức là có 4 tuần người ta lấy đốt le động mạch rốn ha, 4 tuần người ta làm đều đặn như vậy thì người ta thấy cái dòng cuối tâm trương từ từ nó tăng lên theo thời gian ha. Và với một cái đó thì trong một số máy người ta cho tích hợp những cái biểu đồ, mình coi là nó nằm trong cái đường hành lang an toàn không, cái personal thứ 50 nằm ở giữa nè. Thì nếu mình có mình cài đặt trong máy thì tiện, còn không thì mình dùng bảng. Rồi ở đây là những cái mà nó bất thường ở cái thai này, thai gần sinh 35 tuần tuổi rồi mà cái trợ kháng này RI này nó 0.75, S trên D này cũng bất thường. Vậy bình thường bất thường mà trên 34 tuần tuổi thì S trên D ratio nó còn dưới 3, và cái này lên 3.5, nên cái này nó bất thường hết thì mình chẩn đoán nó là cái chậm tăng trưởng tử cung. Còn trường hợp này thì mình không cần phải so sánh, bởi vì đây là một cái thai quý 3 mà dòng cuối tâm trương không có nào, là chắc chắn là bất thường rồi. Còn cái này nó nặng hơn nữa là dòng cuối tâm trương này nó đảo ngược, tức là tâm thu và đến tâm trương nó đảo ngược, tức là tình trạng này rất là nguy cấp. Dạ. Bây giờ mình có một cái so sánh giữa cái những cái động mạch tử cung. Đây là một cái thai 28 tuần, em thấy dòng cuối tâm trương rất là tốt, mà đến khi nó chậm tăng trưởng trong tử cung thì cái gì thấy dòng cuối tâm trương nó rất là thấp như thế này. Bây giờ dòng cuối tâm trương cao, dòng cuối tâm trương thấp dần hay là chậm tăng trưởng. Và hai cái này thì không cần phải so sánh, cái này thì có bảng, có chỉ số so sánh với bảng. Còn cái này thì cái gì thấy dòng 28 tuần mà có dòng cuối tâm trương nó bằng không, và cái này 28 tuần dòng cuối tâm trương nó gặp rồi. Thì đối với động mạch rốn á, là từ tuần thứ 18 là bắt buộc mình phải thấy dòng chảy cuối tâm trương. Như vậy khi mình làm đốt le quý 2 là bắt buộc phải có dòng chảy cuối tâm trương động mạch rốn, đúng không? Đó. Như vậy thì cái dòng cuối tâm trương, cái gì thấy rằng là cái càng về cuối, đây là cái personal thứ 50 nè, đó là trung bình nè, càng về cuối thai kỳ á, thì cái trợ kháng nó càng giảm xuống. Rồi cái động mạch rốn mình sẽ đo như thế nào? Thì trước đây á, thì đây là một tác giả người ta đo là cái chỗ mà cái cuốn rốn nó cấm bào với nhau, còn đây là cái chỗ cuốn rốn cấm hơn thành bụng, đây là chỗ cuốn rốn tự do. Thì đối với một tác giả, đây là tôi lấy từ một tác giả, thì tác giả này chọn cái chỗ mà cuốn rốn cấm hơn với nhau. Thế nhưng mà theo guideline của ISO thì người ta bây giờ người ta chọn chỗ cuốn rốn tự do. Thế nên tôi khuyến cáo là các anh chị mình dùng theo guideline là chỗ cuốn rốn tự do nha. Yeah. Bởi vì sao? Nó có một cái đây là tôi lấy từ cái guideline của ISO, mà các anh chị lên cái trang web của ISO các anh chị có thể lấy về. Cái phần mà đốt le động mạch, đốt le trong sản khoa thì tôi với bác sĩ Hà Tú Nguyên dịch cái guideline này, cho nên là chắc chắn có các bạn tiếng Việt ở trên đó. Thì có một cái sự khác biệt ý nghĩa khi khảo sát các chỉ số đốt le tại vị trí cuốn rốn cắm vào thành bụng, tại vị trí cuốn rốn tự do và vị trí cuốn rốn cắm vào với nhau. Như vậy là nếu mà mình dùng, mình làm ở đâu thì cái chỉ số nó tương ứng ở đó, vì cái chỉ số nó khác nhau. Bây giờ, tức là trên cùng một thai nhi, nếu mình làm tại vị trí cuốn rốn tự do nó khác, cắm vào thành bụng nó khác. Bây giờ, thành ra là, nhưng mà khuyến cáo là theo guideline này người ta khuyến cáo nè, để đơn giản và kiên định thì đo đạc cần được tiến hành tại vị trí cuốn rốn tự do. Vậy là quan điểm của ISO là mình làm tại vị trí cuốn rốn tự do. Tuy nhiên nó có những cái vấn đề nảy sinh của nó. Tức là nếu mình làm vị trí cuốn rốn tự do thì mình phải so với cái bảng vị trí cuốn rốn tự do, tại vì cái này nó có cái bảng để mình so sánh. Cái gì hình dung ra không? Rồi lưu ý là ở đa thai thì nó là vấn đề, là bởi vì nếu mà ở hai em bé nó nằm ở trong bụng thì lúc đó mình làm cuốn rốn tự do thì biết của đứa nào,
thấy chưa? Thì người ta lại chọn cuốn rốn cắm vào thành bụng, cái gì hình dung ra không? Nhưng mà vấn đề là guideline của ISO đưa ra như vậy, nhưng mà cái bản tham chiếu thì chưa có. Cái gì hình dung ra không? Cái bản tham chiếu chưa có. Dạ. Cái ở cuốn rốn có hai mạch máu, thì đường kính của động mạch rốn thì đơn độc, cái gì thấy là bình thường á, là cái cuốn rốn của mình nó có hai động mạch, một tĩnh mạch, thì hai cái động mạch luôn luôn nó nhỏ hơn cái tĩnh mạch rốn, đúng không? Thì nguyên tắc á, là cái đường ống nó càng nhỏ thì trở kháng nó càng cao, tức là cái resistance index của nó càng cao. Còn khi mà cuốn rốn có hai mạch máu thì khuynh hướng là hai cái ống nó bằng nhau. Rất là nếu mà cuốn rốn mà gọi là có một động mạch đơn độc thì cái đường kính động mạch nó lớn hơn bình thường, và như vậy thì trở kháng nó sẽ thấp hơn, cái resistance index và cái PI nó sẽ thấp hơn. Và nó chưa có cái số liệu tham khảo cho cái cuốn rốn hai mạch máu. Rồi. Thì đây là mấy cái bảng này, các anh chị khi đọc các anh chị phải lưu ý nha. Thì đây là cái PI của động mạch rốn mà ở vị trí tự do. Thì cái gì đấy, cái percentile 50 đây. À, đây là cái PI của động mạch rốn mà nó cắm vào phototen, tức là cắm vào thành bột. À, còn cái bảng này á là nó cắm vào bánh nhau. À, tức là trị số của nó khác nhau. Như vậy thì khi mình dùng cái này á, là thông thường á, là mình sẽ dùng cái bảng nhiều nhất là cái bảng này, tức là cái cuốn rốn tự do. Dạ. Ở khi nào mình biết nó bất thường, như vậy là cái PI động mạch rốn nó bất thường thì nó lớn hơn cái percentile thứ 95, thì bình thường nó nằm ở cái percentile thứ 50 này. Đó. Vấn đề là mình phải có cái bảng này từ quý 2 đến quý 3, để mà ví dụ như một cái thai 22 tuần thì mình giống ngang là mình biết percentile thứ 50 của nó là 1.19. Khi nó vượt quá cái bờ thằng này 95 là vượt quá 1.54 là một cái bất thường. Thấy chưa? Cái này các bạn này phải in ra thôi các anh chị mà dùng. Rồi, tương tự như cái RA thì người ta cũng có cái PI thì người ta cũng có thể dùng cái RI. Nhưng mà bây giờ tôi thấy những cái bạn tham chiếu thì cái bạn của PI có nhiều hơn cái RI. Thực ra các anh chị nên dùng cái PI. Tôi cũng hay dùng cái PI hơn cái RI. Đây là cái bạn cho RI. Nó cũng bất thường thì nó vượt quá cái percentile 95. Đó. Rồi đây là cái bảng STD ratio, nó cũng bất thường, bình thường nó là cái percentile 50 nè, và nó bất thường thì nó vượt quá cái percentile 95. Dạ. Như vậy thì đây là một cái động mạch cuốn rốn bình thường. À, cái gì thấy thông thường mình lấy luôn cả cái động mạch lẫn tĩnh mạch. À. Thì cái cách làm này các anh chị thấy rằng là mình đối với động mạch rốn thì mình không có cần chỉnh cái thanh này. Đó, thành ra là tôi nói cái này là tôi làm để demo thôi, chứ còn các chị không cần làm điều chỉnh này. Mình quan tâm đến cái RA thì mình không cần điều chỉnh. Như vậy thì tôi nhắc lại, đối với cái động mạch rốn thì tuần thứ 18 là mình phải thấy dòng chảy cuối lâm trường, và trước đó là không có. Thì đây tuần thứ 10 là không có dòng chảy cuối lâm trường, tuần thứ 24 tức là quý 2 bắt buộc phải có, và gần sinh thì nó rất là cao, dòng chảy cuối lâm trường rất là cao. Rồi bây giờ ta nói về cái đốt le động mạch não giữa. Để làm đốt le động mạch não giữa đó thì mình sẽ dùng cái lát cắt ngang qua đồi thị, tức là cái lát cắt để mình đo cái đường kính lần đỉnh đó, đúng không? Làm sao lấy được cái động mạch não giữa thì mình nên nhớ là từ cái đường kính lần đỉnh đó, nếu mình cắt lên cao ở phía trên đầu của thai đó, thì mình sẽ cắt ngang qua tiểu não, còn mình cắt thấp hơn về phía đáy sọ một chút thì mình sẽ lấy được cái động mạch não giữa, tức là mình cắt qua cái bờ xương đá đó mình sẽ lấy được. Thì cái này mình phải dùng cái đốt le để giúp thì mình sẽ thấy được cái này giá quy định. Mình thấy rằng là cái hình này rồi mình quét về phía đáy sọ thay nhìn chút, mình cho cái hộp màu vô, và như vậy thì mình phải chỉnh sao cho nó tốt. Cái gì cái này là chỉnh chưa đúng thì thôi, cái này nó aliasing này thì do cái thang tốc độ màu này nó thấp quá, không? Rồi bắt đầu cái gì, cái hộp màu này khá to, cái hộp màu này nó nhỏ hơn, cái hộp màu này nhỏ hơn nữa, và cái thang tốc độ màu này nó cao lên rồi, nó hết aliasing rồi mà như này vẫn chưa đạt.
mình mới phóng to cái hình lên, không? Thì lúc đó, thì lúc này mình mới tiến hành đo đạc. Lúc này mình mới đo đạc, rồi mình cho cái cửa sổ lớp đen xuống vô. Dạ. Thì lúc này mình mới điều chỉnh nó. Thì những cái điều đáng lưu ý là ở người lớn đó, thì cái trở kháng của động mạch đạo giữa nó khá cao, tức là nó ngược với cái động mạch rốn. Các anh chị thấy rằng là động mạch rốn càng về cuối thai kỳ thì cái dòng cuối tâm trương nó cao, tức là trở kháng nó thấp. Còn bây giờ là cái đối với động mạch não đó là cái dòng cuối tâm trương nó thường thấp lắm đó, và cái trở kháng nó cao, là bởi vì đó là cái cơ chế phòng vệ của em bé. Vì khi mà có cái tình trạng thiếu oxy não xảy ra thì lúc đó nó sẽ giảm cái trở kháng của tuần hoàn não để mà nó tăng cái dòng chảy, thì lúc đó cái dòng chảy cuối tâm trương nó cao lên. Thì như vậy các chị thấy đây là dòng chảy bình thường của động mạch đạo giữa nè. Quý 1 là không có dòng chảy cuối tâm trương, và quý 2 và 3 là dòng chảy cuối tâm trương rất là thấp. Nó thấp như này là trở kháng nó cao. Đó. Dạ. Nhưng mà riêng đối với động mạch đạo giữa đó, ngoài cho cái RIPI đó, thì người ta còn lưu ý thêm là người ta đo cái chỉ số fistulit. Đó. Mà nếu mà đo fistulit thì phải có thanh điều chỉnh góc. À, thì cái thanh điều chỉnh góc là nó phải trùng với trục dòng chảy. Thì đối với cái guideline năm một cái guideline từ năm 2012 thì lúc đó người ta khuyến cáo là cái góc này nó nhỏ hơn 30 độ. Nhưng mà đến cái guideline của ISO năm 2013 thì người ta khuyến cáo là nó 20 độ. Đó. Thì bây giờ tôi dùng theo cái guideline của ISO, tức là lấy 20 độ với 20 độ. Thì cái cách làm là sao, như lúc này tôi làm đó, đó là mình phải phóng cái hình nó lớn lên, lấy cái động mạch nào giữa gần thôi. Mình không làm cái động mạch nào giữa xa, tức là làm cái động mạch nào giữa gần đầu giò. Mình đặt ở 1/3 gần của động mạch đạo giữa, tức là đặt gần đường giữa đó, tức là ngay chỗ đường giữa nó xuất phát ra, đặt 1/3 gần của nó. Rồi mình chỉnh cái thanh điều chỉnh góc nó trùng với trục dòng chảy lúc đó, và mình phải chỉnh hướng đầu giò sao cho cái góc đốm le nó càng nhỏ càng tốt, lý tưởng là không tròn, còn nếu không á là nó phải dưới 20 độ. Đó. Thì đây cái gì thấy đây một cái thai 28 tuần. Thấy không? Đây là cái động mạch đạo giữa, tôi chỉ lấy cái đó, động mạch đạo giữa gần thôi. Đó, và tôi cho vô và tôi phải điều chỉnh cái thanh điều chỉnh góc nó trùng rồi mình chạy. Thấy không? Cái góc đốm le này bằng bao nhiêu độ? Đây bằng 20 độ. Thấy không? Thì đúng cái gài là thì lúc đó tôi sẽ lấy cái, thì lúc này thì cái fistulit này nó mới có ý nghĩa. Đó. Rồi. Bây giờ mình đọc nó bất thường thì cái PI đồng mình nó bất thường khi nó nhỏ hơn cái phơi sông lây thứ năm. Nó bình thường nó nằm ở cái phơi sông lây thứ 50, thì nếu mà nó nhỏ hơn cái phơi sông lây thứ năm là mình nói nó bất thường. Rồi còn cái fistulit của đồng mình đầu giữa nó bất thường khi nó lớn hơn cái phơi sông lây thứ 95. À, bình thường nó phơi sông lây thứ 50 này. Và đây là cái bảng này là tác giả này người ta dùng với góc đốm le là dưới 10 độ luôn này, nhỏ hơn bằng 10 độ. Đó. Còn người ta ứng dụng trong chẩn đoán những cái em bé nó bị thiếu máu, phân độ thiếu máu ở em bé đó, thì người ta còn chia ra như thế này nữa. À, cái gì thấy từ 18 cho đến 40 tuần thì đó, tùy theo cái mức độ nhẹ, vừa và nặng, thì cái gì thấy là những cái nặng thì cái fistulit nó càng gia tăng, thì đây là những cái giá trị ngưỡng để mình chẩn đoán. Không có nhớ được đâu cái gì, các bạn này mình thêm ra để dùng thôi. Dạ. Như vậy thì nhìn qua đó thì mình thấy rằng là cái trở kháng, cái dòng cuối tâm trương nó càng thấp, tức là trở kháng càng cao, đây là bình thường. Còn nếu mà cái dòng cuối tâm trương mà nó cao mà trở kháng nó thấp, nó đẹp giống như động mạch rốn là bất thường, đúng không? Vậy là cái động mạch đạo giữa nó gần như nó ngược với cái động mạch rốn và cái phổ nó đang. Đây là một cái thai, đây người ta cũng dùng cái thanh điều chỉnh góc này, cái này gần chừng hơn 10 độ này. Cái này là một cái thai 28 tuần, cái dòng cuối tâm trương rất là cao. Đó. Nó có tái phân phối tuần hoàn não. À, đây là một cái trường hợp mà nó có bất thường ở cả cái động mạch đạo giữa và cả cái động mạch rốn. Thì động mạch đạo giữa cái dòng cuối tâm trương nó cao, rất là bất thường. Và cái không có phổ cuối tâm trương và động mạch rốn,
Và cái này nó không phải là cái động mạch rốn này nó không có đảo ngược dòng chảy cuối thân trương đâu, mà cái này là tĩnh mạch rốn đập. Cái gì thấy lúc này cái dòng tĩnh mạch nó đi đều hết, còn bây giờ cái tĩnh mạch nó gần sóng như thế này, đây là những cái dấu hiệu của tĩnh mạch rốn đập. Nếu mà mình làm rốt le ở một em bé mà mình thấy tĩnh mạch rốn đập là mình biết em bé gần chết, nó đang trong tình trạng nguy cấp. Rồi bây giờ như vậy thì so sánh giữa cái chỉ số kháng của động mạch đạo giữa và động mạch rốn, thì cái như tôi nói lúc nãy, cái chỉ số kháng của động mạch đạo giữa nó luôn luôn cao hơn động mạch rốn, cho nên người ta mới nghĩ ra một cái chỉ số mà nó không phụ thuộc vào tuổi thai, tức là người ta tính gọi là chỉ số não nhau, nó gọi là cerebro-placental ratio, tức là chỉ số giữa não và nhau, tức là giữa động mạch đạo giữa và động mạch rốn. Thì bình thường á là cái end diastolic ở cái động mạch đạo giữa nó luôn luôn thấp hơn cái end diastolic ở động mạch rốn ở bất kỳ thời điểm nào, cho nên là cái I và cái PI động mạch đạo giữa nó luôn luôn cao hơn động mạch rốn. Như vậy là động mạch đạo giữa là trở kháng và PI nó đều cao hết so với động mạch rốn, cho nên người ta lấy cái chỉ số I của cái cerebro là của não chia cho umbilico là của động mạch rốn thì nó phải lớn một, tức là cái thằng này nó cao hơn. Thì nói chung là người ta chia, tức là thực ra thì khi tôi làm tôi nhìn hai cái tôi so sánh thì đâu có chia làm gì, đúng không? Là nguyên tắc là cái chỉ số kháng và cái PI của động mạch đạo giữa nó phải lớn hơn cái động mạch rốn, còn nó bằng hoặc nó nhỏ hơn là bất thường. Nó bằng hoặc nhỏ hơn nó gọi là tái phân phối tuần hoàn não. Nó tùy theo giai đoạn người ta dùng, trước đây người ta dùng fetal flow redistribution, tức là cái tái phân phối tuần hoàn, còn bây giờ người ta hay dùng chữ brain sparing, nó cũng có ý nghĩa tương tự. Người ta thống kê khoảng gần 1.000 trường hợp, người ta thấy rằng là có 146 trường hợp có cái chỉ số não nhau này nó dưới 1, thì trong số đó thì có 18% trường hợp rất là xấu, và nguy cơ như vậy là nó gia tăng gấp 11 lần so với thai nhi có CPR bình thường. Tức là nói một cách khác là nếu mà cái chỉ số này nó dưới 1 thì cái nguy cơ bất thường, cái nguy cơ mà tai biến cho em bé nó tăng gấp 11 lần. Rồi, như vậy thì mình biết cái ý nghĩa của nó rồi thì mình dùng cái bảng này. Thì nếu mà mình không dùng bảng á thì nó dưới 1 là bất thường, dưới 1 bằng 1 là bất thường, còn nếu mà mình dùng bảng thì nó có chỉ số cụ thể. Thì bình thường nó nằm ở cái percentile thứ 50 đó. Còn nó bất thường là khi nó dưới cái percentile thứ 5 là nó bất thường. Như vậy là có những trường hợp nó cỡ chừng 1.50 mấy cũng là bất thường. Bởi vì đây mình có cái bảng cụ thể để mình so sánh. Rồi, bây giờ mình nói đến động mạch tử cung. Thì động mạch tử cung lúc nãy mình đã quý 1 mình đã biết cách khảo sát rồi, thì cái bảng mình dùng á là dùng trong quý 1. Như vậy là trong quý 1 thì mình dùng trong cái chẩn đoán cái nguy cơ tiền sản giật, còn quý 2, quý 3 thì mình dùng trong chẩn đoán cái chậm tăng trưởng trong tử cung. Thì như vậy là bình thường nó nằm ở cái percentile thứ 50, khi nó vượt qua cái percentile thứ 95 mình biết nó bất thường. Đó, ở đây là cái bảng của RI của động mạch tử cung, đây là PI của động mạch tử cung, tương ứng với nó là cái percentile thứ 5, thứ 50 và thứ 95. Rồi, về một cái phác đồ xử lý đó thì tôi không có chuyên làm sản, nhưng mà đây là một cái phác đồ của cái hỗ trợ sản phụ khoa Hoa Kỳ, người ta đưa ra năm 2012. Thì nếu mà trường hợp mà nghi ngờ cái chậm tăng trưởng trong tử cung thì người ta làm rốt le động mạch tử cung hoàn toàn. Nếu mà nó bình thường thì mình cho nó sanh nở bình thường 38, 39 tuần. Còn nếu mà nó bất thường thì người ta chia ra ba dạng, là nó giảm cái diastolic, tức là cái dòng cuối thân trung nó quá thấp so với bình thường, hoặc là nó thì lúc đó người ta sẽ tăng cường những cái xét nghiệm và xem xét là cho em bé nó ra đời sau 37 tuần tuổi. Còn nếu mà nó không có dòng chảy cuối thân trương, tức là tình trạng nó nặng lên rồi, thì người ta sử dụng corticoid và người ta cho nó ra sau 34 tuần tuổi. Còn nếu mà dòng cuối thân trương đảo ngược thì người ta dùng corticoid và xem xét cho nó đời sau 32 tuần tuổi.
Thì tôi không phải là cái nhà điều trị về sản khoa, nhưng mà người ta nói rằng là cái corticoid này người ta rất là cân nhắc trước khi cho, bởi vì nếu cho là không có dừng, cho là cho không cái này có giống như bắn súng vậy đó, đã lên đạn là có cò, không có được hoãn lại, cho nên là người ta sẽ xem xét trong cái chuyện điều trị này rất là cẩn thận. Rồi. Về cái ống tĩnh mạch thì nó như thế nào, thì cái gì nên nhớ rằng là ống tĩnh mạch nó có vai trò rất là quan trọng đối với thai nhi, là bởi vì mình phải biết rằng là cái tuần hoàn của thai nhi nó hoàn toàn khác với con người bình thường mình. Lý do là hai cái phổi của thai nhi nó không có chức năng hô hấp trong cái thời kỳ bào thai, như vậy thì cái máu lên phổi nó rất là ít, mà chủ yếu là nó máu nó nuôi não và nuôi toàn thân. Vậy thì bây giờ mình coi cái dòng chảy nó như thế nào. Thì như vậy là em bé nó được nuôi dưỡng bởi cái tĩnh mạch rốn. Tĩnh mạch rốn ở đây người ta lại vẽ màu đỏ. Cái tĩnh mạch rốn nó đi vô thì nó sẽ chạy về phía gan. Về gan thì nó sẽ hợp lưu với cái nhánh trái của tĩnh mạch cửa. Và sau đó nó có một cái nhánh nối tắt gọi là cái ống tĩnh mạch để nó nối lên tĩnh mạch chủ dưới. Và nó đi về tim. Rồi. Thì khi mà nó đi như vậy đó, thì là cái gì lưu ý rằng là 50% lượng máu nó vô gan và 50% lượng máu nó đi qua ống tĩnh mạch để nó về tĩnh mạch chủ dưới. Thì khi mà máu mà nó đi nối tắt qua ống tĩnh mạch á, thì nó cái ống tĩnh mạch là cấu trúc rất là đặc biệt, nó có cơ ở trên thẳng và nó co bóp, và như vậy thì qua ống tĩnh mạch thì vận tốc dòng chảy nó lên đến 60 cm/giây. Đây là cái số liệu của ông Philip Santi. Thì khi mà với cái vận tốc nó cao như vậy đó, thì nó lên đến cái tĩnh mạch chủ dưới thì cái dòng chảy nó chảy rất là mạnh và nó đi về cái nhĩ phải, và từ nhĩ phải nó đi xuyên qua lỗ bầu dục, vào xuyên qua lỗ bầu dục để nó qua cái thất qua nhĩ trái xuống thất trái để nó lên qua động mạch chủ, nó lên nuôi não. Và như vậy thì đó là một cái dòng máu đỏ tươi, tức là nó chưa có bị tiêu hao oxy. Thì như vậy là cái não em bé là được nuôi dưỡng rất là tốt về oxy đó. Còn cái 50% máu còn lại đó, sau khi qua gan nó trở về tĩnh mạch chủ dưới với cái vận tốc là 15 cm/giây, tức là vận tốc nó thấp hơn 1/4. Cái dòng chảy tĩnh mạch chủ trên của em bé nó trở về nhĩ phải cũng với vận tốc 15 cm/giây. Thì cái máu 15 cm/giây nó sẽ chạy như thế nào? Nó sẽ đi xuống cái thất phải để nó lên cái động mạch chủ và động mạch phổi. Nhưng mà nên nhớ rằng là động mạch phổi á, thì ở đây động mạch phổi như người lớn á, nó có hai nhánh động mạch phổi phải và phổi trái thôi. Ở em bé nó lại có cái nhánh thứ ba. Nhánh thứ ba đó là ống tĩnh mạch, và đó lại là nhánh chính. Tức là chủ yếu dòng chảy của động mạch phổi lại đi qua cái ống tĩnh mạch để đi nuôi nửa dưới cơ thể. Và cái gì thấy khi mà nó qua cái ống tĩnh mạch để nó nuôi nửa dưới cơ thể thì cái máu nó có màu kém oxy hơn, cho nên cái màu nó không, nó xịn hơn. Lý do là sao? Cái dòng chảy của tĩnh mạch trục trên và cái dòng chảy mà qua gan này là cái nồng độ oxy nó kém hơn sau khi nó qua gan, và như vậy là cái phần mà nghèo oxy hơn thì nuôi nửa dưới cơ thể. Như vậy thì nói qua để cho biết rằng là cái ống tĩnh mạch nó có vai trò rất là quan trọng đối với thai nhi. Nhưng khi mà nó bất thường, tức là em bé nó có nguy cấp, nó mới bất thường. Thì cách làm nó như thế nào? Thì đây là cái lý tưởng là em bé nó nằm ngửa, chứ cần em bé nó nằm sấp thì rất là khó khăn. Thì mình có thể làm trên lát cắt dọc hoặc lát cắt ngang. Trên lát cắt dọc thì cố gắng mình lấy được cái tĩnh mạch rốn và lờ mờ đây là cái ống tĩnh mạch. Rồi sau đó mình zoom cái hình lên. Thì đây là tĩnh mạch rốn, đây là ống tĩnh mạch. Tiếp đến mình phải cho cái màu vô. Thì khi qua ống tĩnh mạch đó thì nhờ có co bóp thì cái vận tốc dòng chảy nó tăng, nó sẽ xuất hiện aliasing. Như vậy biết chắc chắn đây là ống tĩnh mạch, rồi mình cho cái cửa sổ Doppler vô. Thì cái đặc trưng của cái phổi Doppler nó là có S, T và A. A này bắt buộc nó phải dương. Đó là đặc trưng của cái ống tĩnh mạch. Đây là trên lá cắt nhọc. Lý tưởng là em bé nó nằm ngửa thì mình sẽ làm được. À, ví dụ như đây là một cái trường hợp, cái gì thấy đây là tĩnh mạch rốn, đây là ống tĩnh mạch, thì cái thành từ cái tĩnh mạch rốn đây nó ống tĩnh mạch đó thì cái cục kính nó giảm nhỏ hẳn lại và cái thành ống tĩnh mạch nó sáng lên, nó hồi âm dày lên. Đây là tĩnh mạch rốn, đây là ống tĩnh mạch.
mình cho cái đốt leo mình sẽ thấy nó đi ở vùng này. Rồi vấn đề là mình phải zoom cái hình nó lên. Cái gì không? Tôi zoom cái hình lớn lên. Đây là cái tĩnh mạch rốt, đây là cái ống tĩnh mạch. Và lúc đó tôi cho cái đốt leo zoom vô thì mình sẽ đo được cái phổ đốt leo. Trên lát cắt ngang thì mình làm như thế nào? Thì lý tưởng là mình phải lấy được cái lát cắt ngang chuẩn để đo được chu vi vòng bụng. Lát cắt chuẩn để đo chu vi vòng bụng là lát cắt nào các anh chị biết không? Lý tưởng là sao? Là mình phải cắt ngang qua như thế này nè. Đây là cái tĩnh mạch rốt và đây là nó hợp lưu với cái tĩnh mạch cửa và đây là cái ống tĩnh mạch. Đó, nó thành cái chữ Z. Nó như thế này nè. Đó, và cái này là cái ống tĩnh mạch. À, thì đây là cái mốc để mà đây là cái dạ dày. Thì đây là cái lát cắt ngang chuẩn để đo chu vi vòng bụng và cũng là cái lát cắt để mình tìm cái ống tĩnh mạch. Thì đây, cái chữ Z đây nó không có rõ nhưng mà cái ống tĩnh mạch nó lờ mờ chỗ này. Thì sau đó mình mới zoom nó to lên. Màu chưa có rõ lắm thì cái ống tĩnh mạch này nó tại vì nó cũng cùng nhau màu mà phẳng thì nó sẽ hơi lệch. Mình cho cái màu vô. À, thì mình sẽ thấy rõ cái chỗ aliazin đây chính là chữ mạch đây cái chữ Z đây đó Z đây và cái ống tĩnh mạch đây mình cho cửa sổ vào mình sẽ lấy được cái đốt leo của ống tĩnh mạch. Dạ đây là S đây là D và A thì quan trọng nhất là cái A này nó phải dương nếu mà nó bằng không hoặc âm là bất thường thì cái bài này tôi chỉ nói trong quý 1, trong quý 2 thôi, trong cái chậm tăng trưởng thôi. Còn thực tế là trong quý 1 nếu mà làm được cũng rất là tốt. Và bởi vì trong quý 1 đó, cái đốt leo ống tĩnh mạch nó bất thường gặp ở 5% thai nhi có nhiễm sắc thể bình thường. Nhưng mà nó đến 80% ở những cái đứa trisomy 21. Như vậy là nó rất là có ý nghĩa trong cái siêu âm tầm soát sát ở quý 1 nếu mình làm được. Và trong quý 2, quý 3 là nó có ý nghĩa trong cái chậm tăng trưởng. Thì cái S là tâm thu thấp, cái D là tâm trương và cái A là cái gì con bó. Thì D là cái bất thường, A nó bằng không là bất thường. Cái này A âm là bất thường nhiều hơn. Và đây là một cái hồi cứu rất là hay. Em một em bé nó đã mất rồi. Thì tại cái thời điểm 13 ngày trước khi em bé nó mất đó, thì A nó dương 7 ngày nó âm. Và 48 giờ trước khi nó chết đó, thì nó rất là sâu như thế này. Nó là biến đổi trên một cái thai nhi. Đó, tương tự, đây là 16 ngày trước khi cái thai nó chết. Cái này là 4 ngày, và cái này 24 giờ. Dạ. Ở đây là một cái trường hợp mà cái nhìn thấy rằng là cái động mạch rốt, thì cái phổ nó bất thường là cái dòng đảo ngược với lăng trương, tức là khá là nặng. Và tôi nhắc lại động mạch rốt là quan trọng nhất. Cái thứ hai là tái phân phối tuần hoàn não, cái dòng cuối tâm trương khá cao. Nhưng cái đốt leo ống tĩnh mạch nó lại là bình thường. Nhưng cái này mình vẫn kết luận nó là một cái thai chậm tăng trưởng nặng, vì rất là nặng. Một cái trường hợp khác. Trường hợp này thì mình vừa có cái dòng cuối tâm trương nó bằng không, vừa có tái phân phối, vừa có A bằng không. Rồi, tôi xin kết luận vấn đề. Như vậy là đánh giá của sự phát triển của thai nhi thì mình phải phối hợp tốt. Thứ nhất là mình phải biết chính xác cái tuổi thai, mình đo đạt cấu trúc của thai nhi so với chỉ số chuẩn thì mình đánh giá. Cái nước ối cũng rất là quan trọng. Anh chị thấy không? Trong cái chậm tăng trưởng luôn luôn người ta lưu ý những cái lượng nước ối. Và cái nhưng mà vấn đề chủ đề hôm nay mình không nói về nước ối mà nói về cái đốt leo. Thì rõ ràng rằng là giữa cái thai nhỏ hơn tuổi và thai chậm tăng trưởng thì chỉ có cái đốt leo nó bất thường mới giúp mình chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong tử cung. Rồi.